Rồi, xin chào tất cả các bác. Hôm nay qua showroom của Starexo Việt Nam cũng như là Great Cafe, công ty thì tên là Great Cafe. Công ty đang phân phối rất là nhiều các loại máy pha cà phê, dụng cụ cầm tay rất là nhiều. Thì đây, này nhờ giám đốc pha cho cốc cà phê xịn sò nhá, hướng dẫn mọi người pha luôn. Đây là cái máy gì đấy em? Đây là máy xay Zenbrew. Máy xay. À máy này máy điện à? Vâng, máy điện, hoặc là mình có thể dùng máy cầm tay. À. Nó có thể xay. Đúng rồi. Đi cắm trại thì cầm tay là chỉ đúng không? Không cần điện. Đúng rồi. Đấy, còn con này là ở điện là ở nhà được đúng không? Đúng rồi. Thế bình thường mua hạt về xay thì ngon hơn là mua bột à? Hay như nào mà phải cần máy xay? Đúng rồi, mua hạt sau đó về xay thì nó sẽ dư lại được cái hương và cái vị. Còn nếu mà mình muốn mua bột về thì hương và vị nó đã bay một phần rồi. Công nhận thơm thật, mùi thơm đấy. Đây. Mùi rất là thơm đấy. Đấy. Dùng hạt Ethiopia đấy. Nhưng mà mỗi lần xay này là khoảng bao nhiêu gram? Ví dụ đây là Myrex thì mình dùng 18 gram. Hôm nay pha bằng Starexo Myrex đúng không? Đúng rồi. Ok. Đấy. Cái đấy là cái gì đấy? Cái này để mình đánh cho nó tơi cả. Tơi thì lúc mình pha nó không bị channeling và cái dòng nó ra nó sẽ đẹp hơn. Cho đều đấy, gọi là đều đấy. Đều. Còn nếu mà mình không đánh cái này ấy, thì cà nó bay linh tinh. Thì nó hơi công phu một tí. Ok. Sau đó thì mình lấy tem, cái này gọi là temper. Ok. Mình ép xuống. Đấy. Thì bình thường khi mà mua Starexo nó có cái temper này không? Có tặng kèm. Có tặng kèm luôn. Có wow. Tặng kèm nếu mà bên em có mấy ví dụ tặng kèm cái này. Rồi tặng kèm cái này. Ui, kèm một bộ luôn. Đúng rồi. Tùy. Số sắc nhờ. 1 trong 2. Rồi, 1 trong 2. Rồi. Đấy, còn máy Starexo này thì đã quá quen thuộc với các bác rồi đúng không? Cái này mới, cái này chưa có ở trên thị trường. À thế ạ. Cái bình thường cái bộ di thì nó sẽ như thế này. Rồi. Bộ di thì nó sẽ như thế này. Đó. Thì mình chỉ thấy là cà phê nó ra hai lỗ này thôi. Thì khi mình pha bằng cái này thì một là nó sẽ ngon đậm hơn, cái thứ hai là nó đẹp hơn. Đó. Tức là cái loại này là loại cũ, còn loại này loại mới. Không, cái này sắp ra. Sắp ra, ra. Cái này mình tự làm, mình OEM tại Việt Nam. Còn thực ra trên nguyên tắc là cái này là cũng dùng thoải mái rồi đúng không? Vâng, đúng rồi, cái này dùng thoải mái luôn. Đấy. Cho bao nhiêu ml nước? Cái này cho khoảng 100 ml nước. 100 ml nước, ok. Mình sẽ lấy từ đây khoảng 1-2 hoặc là 2-5. Rồi. Nghĩa là 18 gram cà phê đi khoảng 36 lít nước. 18 gram cà phê là 36. Nếu mà thì lấy thì lấy 1-2. Còn mình có thể lấy khoảng 40-45 được. Ok. Mình sẽ bơm khoảng 11-15 cái thì nó sẽ ra cái dao đầu tiên. Sau đó mình nghỉ trước. Dao đầu tiên xong mình nghỉ tí á. Cho nó bloom, nó ngâm ụ. Đó. Sau đó thì mình bơm tiếp. Đấy. Giới thiệu cho các bác nào mà chưa biết đến cái máy Starexo này thì đây là cái dòng máy để pha espresso mà không cần điện nhé. Đấy, dùng áp lực rất là lớn để pha ép cà phê. Đấy, trông cái lớp crema ngon nhỉ. Wow, tuyệt vời luôn. Đấy. Tuyệt vời chưa? Các bạn thấy tuyệt vời chưa? Thì là cái loại mà pha espresso này thường là mình pha bằng Arabica hay là mà loại gì em nhỉ? Mình dùng loại Arabica hoặc là Robusta thì đều được. Robusta nó sẽ đậm hơn. Thì hợp với những cái người mà đang thích uống
nâu, nâu đá. Rồi. Đó. Ừ. Còn uống Arabica thì nó nhẹ và nó thơm tốt hơn. À, ok. Nó đỡ caffeine hơn đúng không? Vâng, đúng rồi. À, Arabica thì caffeine nó sẽ ít hơn Robusta. Rồi. Đấy. Đấy, cái này mình thì thường là uống với cả sữa tươi này, rất là thơm ngon. Sữa đặc cũng được, mà sữa tươi cũng được. Đúng rồi, chính xác. Rất là thơm ngon. Đấy, bác nào mà không quen uống hạng nặng thì có thể pha loãng ra. Còn bác nào uống quen như này có thể ức phát, cũng ngon. Đúng rồi. Đúng không? Được. Chỉ cần một cái bộ này thôi. Rồi. Bộ này, một bộ này này. Mang đi cắm trại. Đúng rồi. Hoặc là ngoài ra thì đối với cái này thì không cần mang theo cái, mình dùng cà phê bột sẵn luôn cũng được. Rồi. Đó. Ừ. Mang đi. Ừ. Đó. Mang đi cắm trại. Thì chỉ cần cái này, cà phê bột và một cái nước nóng. Đúng rồi. Đi cắm trại thì lúc nào có nước nóng rồi. Rồi. Đó, thì cái đó thì quá easy. Đấy, thực ra đây nhá, các bác thấy là ông Đức ông ấy có rất nhiều các loại máy pha cà phê các kiểu. Ông ấy ngồi ông ấy so sánh để thấy được rằng là thực ra xem là máy nào tốt, máy nào ngon hay là cái trình độ của cái máy Starresso đến đâu, đúng không? Đấy. Thì theo em đánh giá thì ví dụ như Starresso so với cả những cái dòng máy như kiểu trông nó hoành tráng như này thì nó đạt được khoảng tầm bao nhiêu phần trăm? Nó khoảng từ 70-80% so với những cái máy này. Ờ, gần 70-80%. Đây là Lavalvone thì cái này nó quá chuyên nghiệp nhỉ? Đúng rồi. Pro. Nó dùng rất là nhanh. Ừ. Đó. Cái này là thế. Nhưng mà cái này nó sẽ dùng cho thứ nhất là cái người mà mới bắt đầu. Cái thứ hai là mình hay di chuyển. Rồi. Pha văn phòng, pha ở nhà, pha cắm trại. Rồi. Còn cái máy này thì một nơi thôi. Đúng rồi. Đó. Thì về cái linh hoạt thì cái này nó vẫn linh hoạt hơn. Đúng rồi. Hoặc là khi mình cùng một dụng cụ nhưng mà mình đầu tư thêm một chút xíu nữa thì cái vị cà phê ra nó sẽ rất là khác. Ví dụ như mình đầu tư thêm cái bottomless này hoặc là bottomless đấy, mình bottomless đó, hoặc là mình thêm một số dụng cụ như là chamber hoặc là đầu dinh hoặc là cái đánh tơi thì cái và mình lấy một cái tỷ lệ nó đúng. Ví dụ như một số người họ pha cà phê sau đó kêu là khách hàng kêu là tại sao nhạt thế này. Đấy, thực sự ra nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là do mình lấy nhiều nước quá quá thì nó sẽ nhạt. Đấy, hoặc là cà phê nó khô quá thì nó nhạt. Thì mình chỉ cần chọn đúng cái một là cỡ xay hạt, cái thứ hai là cái lượng nước và thêm một số thao tác nữa. Ví dụ như là mình có thể tráng qua để preheat cho nóng hơn. Cái thứ hai là mình ngâm ụ một chút để cho cà phê nó thẩm thấu. Đó, sau đó thì mình pha tiếp. Thì đấy, chỉ cần thay đổi một chút thì cà phê nó sẽ ngon hơn. Đó, thì đó là một cái hay mà khi mình dùng cà phê pha tại nhà. Được. Là mình có thể thay đổi hoặc là thêm bớt, mình có thể thay thêm nó như thế này. Mình tư nhiên được nhiều loại cà hơn so với lại thì mình vừa uống ngoài quán. Ok, xin cảm ơn Mr. Đức. Rồi nếu mà có kinh nghiệm chia sẻ thêm thì sau Mr. Đức cứ đăng lên nhóm nhé. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau nhé. Ok.